Quan trọng phải là thần thái, quan trọng khi là con gái. Bao giờ yêu thì tôi là ai Giang? Chẳng bao lộn giờ thấy sai. Đây mới chính là tôi nè. Tôi chỉ là một thằng vô hình, đến cả cô lao công còn không thèm để ý mà. Tại sao? Thần thái quan trọng, nhưng Janus quan trọng hơn. Janus là tinh tế, nhưng mà không hề thiếu những đường cong mạnh mẽ. Quan trọng là phù hợp nhẹ nhàng với kinh tế, kiểu dáng phong cách khiến cho vạn người mê. Nếu như đẹp trai thì đã sao, nếu không có xe thì có sao nha. Phải là thần thái, quan trọng hơn là Janus. Em tự tin và nam tính, đúng chứ không có sai. Quan trọng đây là Janus, không còn chi phải bàn cái. Sẽ đã quen được bạn gái, đúng chứ không có sai. Tốt hơn là mình biết thần thái nằm đâu. Có Janus cực cool, khiến thần thái thêm ngầu.